Hà Giang đề nghị xử lý doanh nhân Hoang Hương vì gọi mèn mén là cắm lợn. Các cụ có câu, họa từ miệng mà ra, và câu nói này đang được áp dụng vào chính doanh nhân Hoang Hương, người liên tục có những phát ngôn và hành động phản cảm trong suốt thời gian vừa qua. Cụ thể mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang vừa có văn bản đề nghị Công an tỉnh Hà Giang xem xét giải quyết đơn kiến nghị phản ánh đối với hành vi của bà Hoàng Thị Hương về việc doanh nhân Hoàng Hương lên các trang mạng xã hội như là TikTok, Facebook, livestream nói về mèn mén là cắm lợn, là món ăn giải nghiệp. Thậm chí trên TikTok, bà Hương đã có những lời nói xúc phạm lớn đến nhân phẩm và danh dự của những người dân bán hàng và làm dịch vụ cho khách thuê chụp ảnh tại dốc Thẩm Mã, gọi họ là những kẻ ăn xin. Hiện tại, Công an tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận đơn đề nghị và đang xử lý theo quy định của pháp luật. Sau đó thì sẽ thông báo kết quả tới Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh.